Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày cuối tuần thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích cho mình, một cái like và nhấn đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn và một kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với lại Cali Sài Gòn từ bao lâu nay. Và với tấm lòng thương mến của quý vị, mình không biết nói gì hơn, chỉ nói là cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Một lần nữa mình xin nói trước là mình không phải xem Đàm Vĩnh Hưng là thần tượng của mình. Dòng nhạc của mình là dòng nhạc quê hương Bolero. Giống như ngày xưa mình thích ca sĩ Thái Châu, Mạnh Đình, Phương Dung, Thanh Tuyền, Chế Linh, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh. Đại khái là những cái dòng nhạc nào mà về bolero, âm hưởng dân ca thì là mình thích. Còn Đàm Vĩnh Hưng chỉ là cái ngẫu hứng khi mình nghe đâu đó một bài, hai bài vậy thôi, chứ không phải là mình là dòng nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Thì chúng ta ai cũng biết Đàm Vĩnh Hưng có cái vấn đề mà trục trặc ở Việt Nam trước khi qua bên đây về vấn đề sao kê từ thiện gì đó. Chưa có ngã ngũ được. Và chúng ta không biết có Đàm Vĩnh Hưng có phạm luật hay không thì mình không biết. Đối với mình, khi người nào ông quan tòa bắt được và ông quan tòa nói người này là người tội phạm thì lúc đó thì mới là đúng. Còn không thì chúng ta chỉ là với lại những cái tin tức mà nó còn mập mờ, chưa có rõ ràng lắm. Thì tại vì mình muốn nói ở đây là mình muốn nói cho cái sự công bằng. Vì có một hai người YouTube ở Việt Nam lên trên YouTube và nói như là chuyện có rồi. Mình đáng lẽ mình cũng không có muốn nói về Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà mình chỉ là người mà mình không thích một người nào đi đặt điều và tạo dựng một câu chuyện nó không là trung thực. Mặc dù mình không có thích Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà mình thấy câu chuyện ở YouTuber chia sẻ nó không đúng sự thật như là những gì đang xảy ra ở đây. Họ nói rằng Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công, bị biểu tình, có biểu tình thì có, nhưng mà không có nhiều người. Nhưng mà không có bị tấn công trên sân khấu. Bị tấn công trên sân khấu là ngày xưa rồi kìa, chứ không phải là bây giờ. Rồi họ tạo đặt ra câu chuyện là Đàm Vĩnh Hưng bị đồng nghiệp tán vỡ mặt trên sân khấu, là nữ ca sĩ Thanh Thảo chảy máu mồm. Chuyện không có luôn nữa. Tôi không biết là họ có thù oán, ân oán cá nhân gì với Đàm Vĩnh Hưng hay không, hay là họ có theo chỉ thị hay là của ai để tấn công cái anh chàng ca sĩ này. Nhưng mà đối với người mà mình cảm thấy rằng là mình phải nói lên những cái gì nó đúng với thực tế thì mình nói. Còn không đúng, mình muốn tạo dựng một câu chuyện giật tích để câu like, câu view gì đó hay là có cái gì đó thì cũng không nên. Tại vì khán giả sẽ bây giờ họ sẽ thông minh lắm, họ sẽ tìm hiểu thông tin. Và nhiều khán giả ở Việt Nam họ cũng có thân nhân ở hải ngoại, và sẽ họ hỏi thân nhân ở nước ngoài và họ sẽ biết liền. Hiện giờ Đàm Vĩnh Hưng, cái bé Đàm Vĩnh Hưng đi cũng không phải là rẻ đâu nha các bạn. Có những chỗ mà cũng như là mình đã trình bày rồi, có những chỗ Đàm Vĩnh Hưng người ta đã tổ chức trước một lần ở thành phố đó rồi, nhưng mà cháy vé, vé bán không đủ, và người ta phải quyết định làm thêm một chương trình ca nhạc thứ hai nữa. Mà giá vé các bạn cũng đã đủ biết rồi, có nhiều cái giá vé từ 100 mà lên tới 5.000 luôn. 5.000 đồng ở đây là người ta bao trọn gói cho một cái bàn, một bàn là 10 người đi coi. Ở đây thường thường có nhiều họ đốc, mình làm bầu tèo, mình làm mời một hai ca sĩ đi về hát á. Nói chuyện đó cũng mười mấy năm, 20 năm về trước rồi. Thì mình cũng mời bạn bè, nếu mà có ăn hoặc là không ăn, nó chương trình nó khác ở Việt Nam rất nhiều các bạn. Mình mướn một cái nhà hàng rồi mình kêu ca sĩ về, rồi mình mời bạn bè hay là ai sponsor bảo trợ cho mình đó, lấy một bàn là 10 vé, thì có thức ăn cái giá là bao nhiêu kia, và không có thức ăn là giá bao nhiêu, đại khái là như vậy. Đó, người ta ngồi từng bàn tròn vậy, nó bự giống cái nhà hàng vậy. Thì giá mà mắc nhất theo của Đàm Vĩnh Hưng mà mình biết được á, thì là 5.000 cho 10 người, nhưng mà có hai chai Cordon Bleu, hai chai rượu đó, mắc tiền đó. Và giá 100 thì là không có gì hết, và giá 500 á cho 10 người đó thì có một chai Cordon Bleu. Thực ra những cái giá bảo trợ thì họ được ngồi sát sân khấu, rất sát sân khấu luôn, và
tầm mắt nhìn nó rõ ràng hơn. Và dĩ nhiên là họ được đọc tên là những người sponsor thì hãnh diện. Đó, đại khái là như vậy. Ở đây mình quay lại câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng. Mình không muốn các bạn ở Việt Nam hiểu lầm và cho rằng đây là sự thật, khán giả ở hải ngoại đang chà đạp những ca sĩ ở Việt Nam đi qua. Không có. Người ta rất welcome, người ta rất là ngưỡng mộ khi mà Đàm Vĩnh Hưng tới đây. Mình thiếu, nếu mà một bầu show cho nhỏ như cỡ như mình mà muốn mời Đàm Vĩnh Hưng cũng không phải dễ đâu. Lịch book của họ nó cũng đã dày đặc hết trơn rồi. Trước khi qua bên đây thì bầu show cũng làm việc tất cả với nhau trên thành phố này, thành phố kia. Và họ sẽ đi trình diễn chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Nó rõ ràng lắm. Và hơn nữa, Đàm Vĩnh Hưng cũng không phải là dễ mời. Và với một cái chương trình nhỏ nhỏ thì cũng Đàm Vĩnh Hưng cũng không có đi đâu. Đã theo mình biết là như vậy. Cho nên những cái sự mà đơm đặt nói là Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công này kia nọ, đây là những chuyện nó không có sự thật. Mà nếu mà Đàm Vĩnh Hưng giống như ngày xưa thì đã có những lá đơn thư kiện rồi. Nhưng mà không biết sau khi trở về Việt Nam thì Đàm Vĩnh Hưng có thư kiện mấy người này không thì mình không biết. Tại vì mấy người này nói những điều mà không có sự thật đó. Nếu không thì chúng ta sẽ nghe lại đây có phải là sự thật không nha. Hãy lắng nghe những gì khi họ nói về cái câu chuyện ca sĩ này đang đi lưu diễn ở Mỹ và đã bị một số người lên tận sân khấu hành hung và dẫn đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thì cái câu chuyện này thực hư như thế nào, xin mời quý vị cùng lắng nghe nha. Thật ra câu chuyện hành hung đưa đi cấp cứu là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cách đây nhiều năm về trước thì Đàm Vĩnh Hưng có bị xịt, không phải là xịt thuốc cay mà nó có pha với là ớt, pha với các chất này chất kia xịt vô mắt, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Hôm đó trình diễn có nữ ca sĩ Mỹ Tâm đang lưu diễn bên Mỹ bất ngờ bị khán giả hành hung, phải đưa vào viện gấp, hủy luôn cả show diễn. Quý vị thân mến, mình đó, đây là trong lúc đang lúc coi như rằng là bị hành hung, đang lưu diễn thì bị hành hung, thì cuối cùng là phải hủy luôn cả cái show diễn nha quý vị. Đây, theo chia sẻ của một vị khán giả, Đàm Vĩnh Hưng đang biểu diễn cùng với ca sĩ hải ngoại khác thì bất ngờ bị một đám người đàn ông lạ mặt trèo lên sân khấu hành hung nam ca sĩ, yêu cầu hủy bỏ toàn bộ show diễn. Đó, đang diễn với một nữ ca sĩ khác thì một số quý vị khán giả tràn lên sân khấu và hành hung và yêu cầu hủy bỏ cái show diễn đó. Thì quý vị biết như thế nào, tại sao mà lại người ta họ là yêu cầu hủy bỏ, còn không thì người ta họ phải hành hung. Thì cái điều này cũng cho chúng ta thấy rằng là tất cả những gì việc anh này làm từ ở Việt Nam thì cũng bị bà Hằng bóc mẻ về cái chuyện lùm xùm về từ thiện rồi sau. Theo mình được biết, anh chàng này chỉ biết một nhưng không biết 10. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà bị tấn công một người đàn ông mặc cái giả gái, đó là Lý Tống, một người sĩ quan của trước năm 1975, thì tấn công bằng không phải là hơi cay mà chỉ những cái chất ớt rồi những chất này kia nọ để xịt vào mắt của Đàm Vĩnh Hưng mà thôi. Thì chương trình vẫn tiếp tục phần 2 và phần 3, người ta vẫn tiếp tục trình diễn vậy, không có gì xảy qua và Lý Tống thì cũng có bị bắt. Và sau thời gian sau này thì Lý Tống có nói rằng nếu mà phải chi lúc đó thì chắc sẽ không làm chuyện đó đâu. Mình có nghe có nhiều người nói lại cái chuyện này. Anh chàng này thì chỉ biết một mà không biết hai, và tin tức này lại do một cái kênh khác truyền đạt, nhưng mà nghe mấp mà mập mờ, chưa tưởng là sự thật mà nghĩ rằng là như đinh đóng cột rồi, cho nên vội vàng đưa lên cho khán giả và xem. Và bảo rằng là đối với lại Đàm Vĩnh Hưng, vấn đề sao kê từ thiện nó còn vẫn nhiều khuất tất mà bị dân chúng ở Việt Nam tẩy chay. Đây là ý nghĩ của người này thôi. Nhưng mà theo tôi, ở Việt Nam, tuổi trẻ ở Việt Nam họ vẫn rất thích anh chàng họ Đàm Vĩnh Hưng này khi mà trình diễn. Tại vì cái lối, cái cách phong cách của Đàm Vĩnh Hưng hát ấy, nó không giống ai, nó lạ. Mình nghe thì mình người lớn tuổi nè, mình nghe bản hay bản thì ok, đối với tôi thì nghe thấy nó thấy là lạ vậy thôi. Nó không phải là thần tượng của tôi nhưng mà nghe cũng ok được. Còn ở Mỹ này
thì chưa có thấy thấy gì mà người ta chống đối với anh chàng này trong cái thời gian gần đây. Bây giờ hình như Đàm Vĩnh Hưng có giấy tờ hợp pháp mà, nếu có chuyện gì thì người ta đã bắt Đàm Vĩnh Hưng từ lâu rồi. Còn các bạn ha, chúng ta cứ tiếp tục nghe. Đó anh này sang Mỹ lưu diễn thì lại tiếp tục vướng vào những cái lùm xùm khi khán giả lên sân khấu tẩy chay và hành hung anh ta. Và nhất là đám đông người này còn hô vang khẩu hiệu cút về vùng cấm, trả lại tiền cho bà con miền Trung Việt Nam. Đó, tất cả những người này cũng ở bên Mỹ cũng biết được cái câu chuyện mà tiền từ thiện mà mấy anh này đã đứng được kêu gọi và cũng bị coi như bóc mẽ tại Việt Nam, và người ta họ hô hò và họ nói đời tẩy chay cút về Việt Nam. Khi mà anh chàng này chỉ ghi âm lại cho chúng ta nghe, và cái người mà nói chuyện YouTube đó thì là một trong những cái kênh mà hay là đăng những mà ca sĩ chết nè, ca sĩ này chết, ca sĩ kia chết, lâu lâu cái đưa người lên bàn thờ, lâu lâu đưa người kia lên bàn thờ. Anh chàng này biết cái kênh đó là một cái kênh mà chuyên môn đưa tin vịt và không bao giờ chỉ là muốn dịch tích dịch lai thôi. Nhưng mà tại sao anh chàng này lại thích đem cái đoạn ghi âm này lên cho chúng ta biết? Có phải là đánh tráo khái niệm và muốn chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước hiểu lầm câu chuyện và càng đâm ra chán ghét Đàm Vĩnh Hưng hay không? Khi nói chuyện về chúng ta là người YouTube, mình thấy nói Đàm Vĩnh Hưng thì mình nói Đàm Vĩnh Hưng thôi, mình đâu có chuyện gì đâu. Ví dụ mình không thích ai hay là mình ghét ai, tôi cũng vẫn gọi tên người ta ra, nói chuyện vẫn bình thường nếu chúng ta nói chuyện có công tâm, có đúng sự thật. Còn đằng này thì anh chàng này tôi thấy nói là Mr. Đàn hay là ca sĩ vùng đất cấm này kia, tránh những cái danh từ để gọi tên cái người mà mình đang nói chuyện. Tại vì sao? Thứ nhất là sợ YouTube nó quét. Thứ hai là có cái gì đó, phải không các bạn biết, sợ bật không còn kiếm tiền được nữa hay là này kia nọ. Sợ vi phạm lỗi của YouTube. Còn mình nói chẳng hạn như tôi nói đâu có gì đâu mà sợ đâu. Ví dụ mình nói mình đừng có chà đạp, mình phỉ báng ai thì đâu có gì đâu mà sợ. Nếu mà mình nói công tâm và sự thật, lúc nào cũng sự thật thì lúc nào mình cũng không sợ hết. Không các bạn? Và đem tiền trả lại cho đồng bào miền Trung thì đó là một cái câu chuyện mà thực hư như thế nào thì chúng ta cần phải có một thêm một thời gian nữa, nhưng mà đây là một cái thông tin mà được coi như rằng là cập nhật thì bởi vậy chúng Long Nguyễn Đức Long xin chia. Anh chàng này nói là mình không biết được cái thông tin này thực hư như thế nào, trong thời gian tới chúng ta sẽ tìm hiểu được. Nhưng mà cách thái độ và cách dẫn dắt câu chuyện thì cho khán giả biết rằng đây là một câu chuyện mà đã được những cái thông tin mà những người đã đưa lên Internet, và cái người đọc trên mạng xã hội này, đọc cái thông tin này, họ đã dùng một cái thủ thuật là dùng cái hình ảnh bị đánh phá trước và bây giờ thì họ nói như vậy thôi, chứ họ cũng không có bằng chứng, họ cũng chỉ là nói cho chúng ta nghe. Và mình đã nhắc lại cho các bạn biết rằng là cái kênh này là hay đưa ca sĩ chết nhiều nhất nè. Chẳng hạn như lâu lâu cái nói là Kim Tử Long qua đời, lâu lâu cái nói Thanh Hằng bị cái nọ, và lâu lâu nó có đại đại khái là nghệ sĩ nào họ cũng đưa lên bàn thờ gì á, lâu lâu họ diệt tích gì mà anh chàng này đã biết họ diệt tích rồi nhưng vẫn cố gắng đem lên cho chúng ta hiểu câu chuyện là như thế, thì các bạn tự quyết định. Người xem bên đó tỏ ra hoảng loạn và bàn tán xôn xao trước sự việc vừa diễn ra ngay trước mắt. Đó thì quý vị thấy không, khi xong bảo vệ xong thì lui về, có người bảo vệ và đưa lên xe đưa đi cấp cứu ngay, và đồng thời nữa rằng là để chi, để cho kịp thời, và những người khiến cho những người xung quanh và những người mà có mặt tại trong cái đêm ca nhạc đó, trong cái buổi ca nhạc đó cũng rất là hoang mang. Và người ta họ cũng biết được cái sự việc như vậy thì tất nhiên rằng là theo cái sự việc này thì người ta lại tiếp tục đưa lên những cái thông tin trên mạng, thì để chính vì cái là Tôi nghĩ này, có một số người họ không thích Đàm Vĩnh Hưng ở Việt Nam, họ muốn tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng bằng cách này cách nọ mà nếu mà có thể được. Chứ nếu mà ở bên Mỹ này, nếu mà một ca sĩ nào mà bị tấn công, tôi dám chắc với khán giả luôn,
ít có ai dám làm lắm. Tại luật ở bên Mỹ này nó khác hẳn như ở luật Việt Nam. Một người mà tấn công một người khác như vậy chỉ cần mà bạn ra tay trước thôi, bạn ở tù thê thảm luôn á. Nếu mà còn gây thương tích cho người khác nữa mà người ta thưa lại bạn ha, tôi không biết bóc bao nhiêu lâu rồi nghe. Và đối với một người có tiếng nữa thì không ai dám làm gì đâu. Bạn thấy người Mỹ họ gây lộn nha, ồn ào tiếng nói lớn gì đó, nhưng mà họ không dám ra tay trước. Người nào ra tay trước là người đó lãnh đủ thôi. Hơn nữa đây là một buổi trình diễn. Trước khi đi vào cái chỗ trình diễn lớn á, thì người ta sẽ có security là bảo vệ đó, hay cảnh sát ở đó, và người ta rà soát trên áo quần của mình nếu mà có những cái vật kim loại hay này khi nọ. Họ rất cẩn thận trong những cái concert như vậy, chứ không phải giống như anh chàng này nói. Anh này thì mình nghĩ là chắc nghe người ta nói qua nói lại, hoặc là biết một nhưng không hiểu mười, cứ nói theo kiểu phỏng đoán của mình thôi. Và tôi thấy người này thì làm chủ đề về Đào Minh Hưng rất nhiều, giống như là công kích Đào Minh Hưng ấy, công kích rất nhiều. Một lần nữa mình nói rằng mình không có phải binh vực ai, mình thấy sao nói vậy à? Tại vì mình thấy nó quá vô lý. Chẳng những cái chương trình mà bị mà phản ảnh lên gì đó là trên mạng xã hội người ta biết liền, và ở người ta những cái thành phố đó người ta đưa đưa tin tức liền. Không thể nào mà mình ở đây mà mình không biết gì chứ. Thứ nhất, mình cũng cùng cùng với bạn bè đặt vé thử mua mà không có vé để đi coi nữa. Cho nên những câu chuyện mình chia sẻ lên đây là những câu chuyện thực tế ở ngoài đời. Mình không có công kích ai. Mình không biết tại sao ở Việt Nam có một hai YouTuber thì hay luôn luôn theo những bước chân của Đàm Vĩnh Hưng, rồi để chù dập Đàm Vĩnh Hưng, cũng như là để công kích từng chút ly tù, một. Không biết là có theo chỉ thị ai hay không, hay là từ họ muốn làm như vậy để cho nhiều người vào xem cái kênh của họ, thì mình cũng chưa rõ được cái vấn đề này. Nhưng mà ở đây đây là mình muốn nói cho quý khán giả và các bạn biết rằng những cái tin vừa rồi anh chàng này đưa ra là hoàn toàn không có, chỉ là sự suy đoán hoặc là những cái sự công kích cá nhân mà thôi. Mình thì không thích công kích cá nhân, mình chỉ nêu ra những cái gì mà có trong xã hội và không có mà thôi. Chứ chúng ta đơm đặt một câu chuyện rồi chúng ta gieo tiếng oán cho người ta thì thấy nó không có công bằng. Mình biết mình nói như vậy ở đây thì có một số người đồng ý và một số người không đồng ý. Tại vì có một số khán giả thì họ ghét Đàm Vĩnh Hưng, họ vô họ cũng nói mình Đàm Vĩnh Hưng ở Việt Nam này kia nọ không ai coi đâu. Thì cái đó là lời bình luận của các bạn, mình cũng vẫn để đó. Nhưng rất nhiều người ở hải ngoại thì người ta lại bình luận khác, người ta rất là thích giọng ca này. Và giọng ca này cũng không có cái gì mà chưa có tỏ ra cái gì mà phạm pháp ở Mỹ hết. Cũng giống như là mình cũng có nghe người này, anh chàng này nói một lần là FBI, FBI dùng thân tiểu Việt Nam, FBI đã gọi Đàm Vĩnh Hưng lên để hỏi chuyện này kia nọ. Thường thường mình không nghĩ như vậy đâu. Nếu mà về sở di trú thì có cảnh sát của immigrant của sở di trú, còn FBI là những cái tội mà thường thường mình thấy là nó nặng lắm kìa. Vấn đề phạm tội nặng như drug dealer này kia nọ, về vấn đề ma túy cần sa giết người thì mới ấy chứ. Còn mà dùng từ là FBI gì FBI ở đây mình đọc quen là FBI đó các bạn. Thì mình thấy vu khống cho Đàm Vĩnh Hưng nhiều. Thứ nhất, một người mà chưa có bị không có bị tội gì chứ mà mình vu khống cho người ta nhiều quá, khán giả người ta biết chứ. Ở nơi đây mình cũng nói lại một lần nữa là mình không phải là bên Đàm Vĩnh Hưng, và mình chỉ thấy thích mình chỉ muốn nói là đừng có công kích người ta nếu mà chưa rõ sự việc, và đừng có đơm đặt câu chuyện để cho khán giả càng thêm hoang mang, khán giả cả hai bên hoang mang luôn nữa, tại vì những lời nói của mình không có trung thực, không có thực tế chút nào hết á. Thiệt ở Mỹ này á, mà Đàm Vĩnh Hưng mà bị cái gì một cái là tất cả ai cũng biết liền á, mạng xã hội biết liền, hoặc là ở thành phố đó là người ta lên tin tức liền. Mình chỉ muốn nói truyền đạt với các bạn như thế là thôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những gì thực tế đang xảy ra ở bên Mỹ, chứ mình không có phải muốn bóc phốt ai hết.
tại vì mình cũng muốn các bạn đưa tin thì nó có chính xác một chút xíu mà thôi. Vậy ha. Rồi, chúc tất cả mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.